con đi ra đồng mò tôm cá trưa nay nấu canh. Có cái iPhone này ta sẽ cho người bắt cá nhanh. Cho con để con chơi game liên quan. Bao lâu nay chơi game đờ đờ cái máy cùi bắp. Cứ nghe lời ta còn sẽ có phần. Ôi thôi chết chị ơi, em thấy buồn đất mặt chị tấm lem nhem. Không sao đâu em mà chị đã mang cả hộp make up. Vãi nhai có thật à? Đương nhiên thấy xinh chưa. Giờ thì về nhận quà thôi cám. Mày là chị nhưng sao cứ đua đòi tị với cả em. Có mỗi cái iPhone thôi mà mày cũng thèm. Giờ theo ta tính cái điện thoại mới này, nhưng cho cám đi vẫn còn may cũ đây. Tại sao con khóc lớn thế rồi bụt lỗi phải nín. Cái cám nó ham chơi nhà nhưng mà gì vẫn cho máy xịn. Không sao con à, quá thì ta không thiếu. Có Tết Liên Quân tặng đồng quà không điêu. Bông à quên xấu xa, lên ăn cơm chiên cánh gà. Con nên nhớ không ăn đồ thừa con nha. Cẩn thận kẹo bị ngô độc nha. Đừng có khóc mấy chuyện tầm thường. Bạn xoài của con đâu? Con bé cam nó đem lột ra làm túi lùi vui thòn. Giờ con phải đem túi chia ra cho ngày hôm nay bốn góc giường nhanh. Cái chân mày lên cứ phải nói nhiều. Alo bà con mau mau lại đây nghe tin kén dâu. Mai bên trên kinh thành sẽ diễn ra một cuộc thi đấu. Nếu thắng sẽ được làm honey của anh vua. Già trẻ đều được chơi chi nữa. Này mẹ yêu ơi, trên kinh thành vừa mở hội thi. Kinh thành đang nóng ta. Dì ơi con cũng muốn đi hội ứng với người ta. Xách vác gì đó trông như chị mà cũng đòi à. Cho đi cũng được mà phải xong việc đã. Con tách hạt chia với chỗ mẹ này cho ta. Làm sao con khóc cứ suốt ngày ngồi khóc vậy con. Ngày đức vua trên kinh thành tổ chức lễ hội. Dì và em cam đã lên đầu cháy hội. Có thế cũng khóc à đừng có phờ loa. Con cứ mang vô bên trong nhà mà nấu chè. Có mấy gói mè và hạt chia ta bán. Ô thế con xin, xin cái đầu mày. Nhưng mà bay vóc con chẳng có. Liên Quân nhiều skin võ. Nhận miễn phí quân huy sự kiện báo phê. Để bố tìm đồ tặng con nhé. Vua ta chưa biết thua ai. Hôm nay thua lần đầu không biết ai mà chơi chất vãi. Chắc chắn có người tài nghĩ kỹ ắt không sai. Là định mệnh cuộc đời ta đó. Nhà vua thông báo chúng ta sẽ đổi mới luật chơi. Thi đấu game Liên Quân và thuận theo ý trời. Người nào chiến thắng đức vua sẽ cưới liền. Tổ chức party ngay vào lễ tất niên. Tưởng gì game dễ cám vua mẹ cầm máy vào đây. Con bắt Liên Quân mấy giải ao làng chẳng vấn đề. Sắm ba game này mình cầm chắc chiến thắng. Mẹ cứ yên tâm xem ván này hơi căng. Xem ván này hơi căng. We'll be right back.
bạn luôn. Đừng khóc nữa em của chị. Tết này không lấy được chồng ạ thì cũng đừng buồn, vì đang diễn ra chuỗi sự kiện Tết Liên Quân 2023 với vô vàn quà tặng hấp dẫn. Thật khó. Thật mà. Thật khó. Thật mà. Thật khó. Thật mà. Nhận miễn phí trang phục bậc S cộng Triệu Vân Thần Tài và trang phục Slim Sứ Giả Thiên Giới. Xăm trang phục bậc S cộng miễn phí tại sự kiện Chung Sức Đốt Pháo. Nhận miễn phí quân huy hữu hạn mỗi ngày tại sự kiện treo khỏe đầu năm nữa. Tết Liên Quân, sinh quà rước lọc, mùng 1 Tết là phải vào Liên Quân. Mùng 1 Tết Liên Quân, sinh quà rước lọc, vô Liên Quân thôi.